Quyên xin thân ái kính chào quý khán khán giả của Thế Bình TV Online. Thưa quý vị, Thúy Quyên sẽ xin gửi đến quý vị một tử vi hàng tuần. Sau đây xin quý vị theo dõi những quý vị nào mà có tuổi của mình trong 12 con giáp thì xin quý vị theo dõi là mình có may mắn hay là mình có chuyện lo âu hay là có những cái gì trong tuần này thì xin quý vị nghe Thúy Quyên đọc nhé. Đầu tiên là tuổi Tý, thưa quý vị, tuổi Giáp Tý 29 tuổi. Chớ nên để phân tâm chia chí vì những chuyện tình cảm sớm nắng chiều mưa, nay vui mai giận, tài lộc may mắn nhỏ. Quý vị có tài lộc may mắn nhỏ nha quý vị. Tuổi Nhâm Tý nè quý vị, 41 tuổi. Công việc đã ổn định, tiến triển đều đều, tài chánh khả quan nhưng lại phải chi tiêu những chuyện thật cần thiết ngoài dự tính. Cho quý vị tuổi Canh Tý, 53 tuổi. Bực mình vì con cái không thực hiện đúng theo ý mình, nhưng chớ nên căng quá, sẽ có những phản ứng không tốt ngược lại. Nghề nghiệp tài chánh thì tốt đẹp, cẩn thận về chuyện tình cảm. Cho quý vị tuổi Mậu Tý, 65 tuổi. Gia đình có nhiều hỷ sự mang tới, nhất là những chuyện vui của con cái. Vẫn chưa thể tiến hành những chuyện làm ăn mới lúc này, cho dầu có vài điều may mắn nhỏ, thưa quý vị. Và đây là cho quý vị, những quý vị tuổi Sửu là tuổi Châu. Tuổi Ất Sửu 28 tuổi. Chuyện tình cảm vui vẻ, thoải mái trở lại. Công việc làm ăn có tiến triển tốt đẹp. Chớ nên cho vay mượn hùng hạp lúc này, cũng cẩn thận kẻ gian phi. Quý vị nhớ cẩn thận nha. Cho quý vị tuổi Quý Sửu 40 tuổi. Những dự tính ấp ủ từ lâu nay đã có thể mang ra thực hiện được rồi. Tài chánh rất là khấm khá, nhưng lại phải lo toan nhiều vì những dự tính mới. Cẩn thận kẻ gian dòm ngó nha quý vị. Cho quý vị tuổi Tân Sửu, 52 tuổi. Những chuyện không được vui do thân nhân cũng như con cái mang đến khiến phải ưu tư suy nghĩ nhiều. Bình tĩnh mềm mỏng sẽ giải quyết được một cách êm đẹp. Nóng sẽ hư chuyện, tài chánh ổn định, thưa quý vị. Và đây là cho quý vị Kỷ Sửu 64 tuổi. Công việc vẫn tiến triển thuận lợi, con cái mang nhiều niềm vui về cho gia đình. Nếu thấy đổi mới công việc cảm thấy khó khăn thì đừng có luyến tiếc, dứt bỏ đi cho nhẹ nhàng tinh thần, thưa quý vị. Và đây là tuổi Dần, cho các quý vị tuổi Cọp. Tuổi Bính Dần 27 tuổi. Tuổi trẻ cần phải sốc nổi, có thể tiến xa hơn trên con đường dẫn tới tương lai tươi sáng. Tình cảm vui vẻ nhưng chớ để lụy ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp, thưa quý vị. Cho quý vị tuổi Giáp Dần 39 tuổi. Nghề nghiệp thâu đạt được những kết quả vừa ý, về tài chánh thì có may mắn, nhưng lại có nhiều chuyện bất ngờ khiến phải hao phí nhiều trong chuyện này. Và đây là cho quý vị Nhâm Dần 51 tuổi. Cần cân nhắc thật kỹ, đừng để chuyện tình cảm trái ngang lúng lầy thái quá, sẽ có những ảnh hưởng không tốt khó lường, nhất là chuyện của con cái, tài lộc có may mắn nhỏ, thưa quý vị. Cho quý vị tuổi Canh Dần 63 tuổi. Gặp nhiều may mắn trong nghề nghiệp cũng như trong tình cảm nên tinh thần phấn chấn vui vẻ. Tuy thế, cẩn thận kẻ tiểu nhân ganh ghét nói xấu, tài lộc thoải mái. Đây là cho những quý vị tuổi Mão, tuổi Mèo. Tuổi Đinh Mão 26 tuổi. Đừng ỷ y tưởng mình tài giỏi mà lơ là, không chú tâm vào việc làm, việc học sẽ mang lại thất bại lớn. Tài lộc có hên may, thưa quý vị. Đây là cho quý vị tuổi Ất Mão, 38 tuổi.
việc làm ăn đang diễn tiến một cách thuận lợi. Đừng vì những chuyện tình cảm không đâu mà buông thả, e dịp may sẽ vượt khỏi. Những quý vị, cho những quý vị tuổi Quý Mão 50 tuổi, chớ hấp tấp thái quá trong những quyết định quan trọng, phải thật bình tĩnh mới đưa lại sự sáng suốt, cũng không nên nghe lời ngon ngọt quá mà dễ hao hụt tiền bạc. Thưa quý vị nhớ nha. Đây là cho quý vị, những quý vị tuổi Tân Mão 62 tuổi. Có tin vui của thân nhân mang đến, việc làm ăn hanh thông trong thời gian qua, gia đạo êm ấm hạnh phúc, tài chánh gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, đây là cho những quý vị tuổi Thìn, tuổi Rồng. Mậu Thìn 25 tuổi, cần phải sáng suốt nhận định để đi đến quyết định chính xác. Chuyện tình cảm còn nhiều lấn cấn khiến tinh thần không vui, việc làm ổn định. Cho những quý vị tuổi Bính Thìn 37 tuổi, việc làm ăn hơi bị đình trệ, cần nghiêm túc kỹ lưỡng hơn, sẽ qua được cơn khó khăn. Tài chánh tuy nhiên cũng không đáng lo ngại. Lưu tâm về xe cộ nha quý vị nhớ lưu tâm nha. Đây cho quý vị, những quý vị tuổi Giáp Thìn 49 tuổi, không nên ham vui thái quá, mang lại những sự không tốt đẹp cho gia đình. Cho công việc, cho công ăn việc làm, cẩn thận khi giao tiếp kẻo dễ bị họa lây, quý vị nhớ cẩn thận nha. Và đây cho những quý vị tuổi Nhâm Thìn 61 tuổi, nên dịu dàng mềm mỏng trong gia đình để giữ hòa khí. Những dự tính tuy có đôi chút trục trặc nhưng sẽ thâu đạt kết quả tốt, tài lộc khải quang. Đây là cho những quý vị tuổi Tỵ, là tuổi Rắn. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ 24 tuổi, đừng mơ mộng thái quá mà quên mất chuyện thực tại của mình. Nên nhìn thẳng vào thực tế để đi đến quyết định đúng đắn nhất. Công việc có phần rắc rối, tài lộc ổn định. Thưa quý vị, đây cho những vị tuổi Đinh Tỵ 36 tuổi, cư xử khéo léo hơn nữa, nhất là về tiền bạc, dễ gây sự hiểu lầm. Chuyện tình cảm vui, nhưng nếu là phiêu lưu thì nên chấm dứt ngay, kẻo có hại lớn. Quý vị nhớ đừng có phiêu lưu nhé, không thôi là có hại đấy. Đây là cho những quý vị tuổi Ất Tỵ 48 tuổi. Thưa quý vị, áp lực của khó khăn trong lĩnh vực làm ăn đã giảm rất nhiều, nhưng vẫn còn phải lo lắng. Tài chánh tương đối ổn định, có quý nhân bất ngờ giúp đỡ. Xin chúc mừng cho quý vị nha, có quý nhân bất ngờ giúp đỡ nha quý vị. Đây là cho những quý vị tuổi Quý Tỵ 60 tuổi đó, cho những quý vị mà chàng Quý Tỵ đó, là những quý vị này là sung sướng lắm đấy nha. Công việc đã có những bước tiến triển thuận lợi, nhưng cần phải cẩn thận nhiều về mặt giấy tờ, kẻo dễ gây phiền hà lớn. Con cái mang về nhiều niềm vui, quý vị cũng nên lưu ý về mặt giấy tờ nha quý vị. Đây là cho những quý vị tuổi Ngọ, là tuổi Ngựa đó thưa quý vị. Những quý vị tuổi Mậu Ngọ 35 tuổi nè, những tính toán đã đạt được như ý muốn, khiến tinh thần nhẹ nhõm nhiều. Chuyện tình cảm đang ở vào thời điểm tốt đẹp, cần biết nâng niu trân quý. Thưa quý vị, cho quý vị tuổi, những quý vị tuổi Bính Ngọ 47 tuổi, việc làm tương đối có một vài trở ngại nhỏ nhưng không đáng kể. Cẩn thận về những giấy tờ, kẻo dễ gặp những chuyện không hay. Tiền bạc có may mắn nhỏ bất ngờ. Thưa quý vị, chúc mừng quý vị nha, có may mắn nhỏ bất ngờ nha quý vị. Và đây là cho những quý vị tuổi Giáp Ngọ 59 tuổi, nên ngồi lại với nhau phân tích mổ xẻ những gì biệt, những sự hiểu lầm trong gia đình để tránh sự buồn phiền kéo dài. Nghề nghiệp và tài lộc đều tiến triển rất khả quan. Thưa quý vị, và đây là cho những quý vị tuổi Nhâm Ngọ 71 tuổi. Thưa quý vị, có bạn bè thân nhân từ xa đến viếng thăm, sức khỏe có phần yếu
vì sự thay đổi của thời tiết. Công việc tiến triển đều, không còn phải ưu tư như những thời gian vừa qua. Đó, thưa quý vị, là tất cả những tuổi của quý vị tuổi Ngọ. Và đây là cho những quý vị tuổi Mùi. Những quý vị tuổi Kỷ Mùi, 34 tuổi. Những áp lực trong nghề nghiệp đã bớt dần, làm tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm. Cũng vậy, chuyện tình cảm cá nhân được đắc ý, thưa quý vị. Cho những quý vị tuổi Đinh Mùi, 46 tuổi. Hãy cẩn thận, để ý thật nhiều đến những kẻ lưu manh, nói xấu, kẻ tiểu nhân, mưu hại, cướp đoạt cùng ganh tị. Nghề nghiệp tiến triển tốt đẹp và có may mắn nhiều về tiền bạc. Thưa quý vị, chúc mừng những quý vị tuổi Đinh Mùi sẽ có may mắn về tiền bạc nha quý vị. Quý vị nhớ thử mua vé số, thử coi có ông thần tài có gõ cửa hay không. Và đây là cho những quý vị tuổi Ất Mùi, 58 tuổi. Tính những chuyện làm ăn xa bây giờ, có thể bắt tay vào việc được rồi, cho dầu cũng có những trở ngại ban đầu. Tài chánh còn phải lo lắng vì những tính toán này, gia đình êm ấm, thưa quý vị. Và cho quý vị tuổi Quý Mùi, 70 tuổi, tài chánh tương đối dễ chịu, nhưng lại phải chi phí nhiều về những chuyện xảy ra bất thường, công việc ổn định, thưa quý vị. Đây là cho các quý vị tuổi Thân, là tuổi Khỉ, tuổi Canh Thân nha quý vị, 33 tuổi. Việc làm ăn cần phải chú tâm hơn nữa mới đạt được sự tin yêu của những người xung quanh. Không nên đi chơi đêm hôm khuya khắc. Quý vị nhớ nha, đừng chơi đi chơi đêm quá thì có lẽ là không có tốt đó, thưa quý vị. Cho những quý vị tuổi Mậu Thân, 45 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại vẫn còn một vài trì trệ khiến tinh thần không có được vui. Đã vậy, lại còn hao tốn tiền bất ngờ về xe cộ. Sẽ có quý nhân bất ngờ giúp đỡ qua khỏi cơn khó khăn. Vậy quý vị đừng lo nhé, sẽ có quý nhân giúp đỡ đấy. Cho những quý vị tuổi Bính Thân, 57 tuổi. Chưa có nên tính tới chuyện thay đổi làm ăn trong lúc này, kẻo dễ chuốc lấy sự thất bại. Tài chánh có, nhưng không đều lắm. Nhận được tin tức vui của thân nhân từ xa. Có lẽ là tin tức từ bên Việt Nam qua đó, thưa quý vị. Cho những quý vị tuổi Giáp Thân, 69 tuổi. Nên hòa mình với con cái, để từ đó hướng dẫn theo ý mình, cũng là giữ cho gia đình vui vẻ hơn. Là giữ những tư tưởng bảo thủ, thưa quý vị. Và đây là cho những quý vị tuổi Dậu, tuổi Gà. Tân Dậu, 32 tuổi. Nên bỏ qua những chuyện bất như ý do bạn bè làm phật ý. Chuyện tình cảm cũng không được vui lắm vì có những sự hiểu lầm vô lý. Việc làm tài lộc bình thường. Đây là cho quý vị tuổi Kỷ Dậu, 44 tuổi. Nên mềm mỏng, cố gắng giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Nóng nảy chỉ đem lại sự rạn nứt lớn. Công việc làm ăn có quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều sự thuận lợi. Quý vị nhớ nha, hãy kềm chế, đừng có nóng nảy nhé. Đây là cho những quý vị tuổi Đinh Dậu, 56 tuổi. Nghề nghiệp đã tiến triển tốt đẹp, không còn phải ưu tư nhiều như thời gian vừa qua. Những buồn phiền về thân tộc cũng đã giải quyết xong. Có may mắn bất ngờ về tiền bạc. Thưa quý vị nên mua vé số, có thể là có may mắn nha quý vị. Cho những quý vị tuổi Ất Dậu, 68 tuổi. Con cái có những đóng góp đáng kể về tài chánh, khiến tinh thần vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Việc làm ăn ổn định, có cơ hội tốt đẹp để làm ăn nơi xa và đi xa có lợi. Còn đây là cho những quý vị tuổi Tuất, tuổi Chó đó thưa quý vị. Tuổi Nhâm Tuất, 31 tuổi. Trong chuyện tình cảm, đừng đòi hỏi một cách tuyệt đối, sẽ không bao giờ đạt được như ý. Cần nhất là phải tìm hiểu và cảm thông với nhau, thưa quý vị nhớ nha. Cho những quý vị tuổi Canh Tuất, 43 tuổi. Đã giải tỏa được sự trục trặc hiểu lầm trong tình cảm.
Công việc có vài sự vướng mắc nhưng giờ chó sẽ qua được. Lưu tâm tới những kẻ tiểu nhân ganh ghét, thưa quý vị. Quý vị nhớ lưu tâm nha. Cho những quý vị tuổi Mậu Tuất 55 tuổi. Tài chánh có vài cơ may dẫn đến khiến công việc chạy đều hơn trước. Chuyện gia đình có vài sự bất đồng khiến tinh thần không có được vui. Nhận được thư từ tin tức của thân nhân, thưa quý vị. Và đây là cho quý vị tuổi, cho các quý vị tuổi Bính Ngọ 67 tuổi. Lưu tâm thật nhiều đến sức khỏe, đừng nóng giận sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Nghề nghiệp vẫn tiến triển khả quan, tuy cũng có những trở ngại nhỏ, tài chính ổn định. Quý vị nhớ nha, lưu tâm thật nhiều đến sức khỏe nha quý vị. Và đây là cho những quý vị tuổi Hợi, tuổi Heo. Quý vị Quý Hợi 30 tuổi nè. Có một vài trở ngại nhỏ trong việc làm hiện tại khiến tinh thần hơi bị dao động. Nhưng đây chỉ là hiện tượng nhất thôi, mọi sự sẽ bình thường trở lại. Quý vị cũng đừng lo nha, đây chỉ là nhất thời thôi. Cho những quý vị tuổi Tân Hợi, cũng 12 tuổi. Tài chánh tuy ổn định nhưng lại phải chi tiêu về những chuyện thật cần thiết khá nhiều. Giờ nên dính líu tới chuyện tình cảm, nhất là phiêu lưu. Chỉ mang lại nhiều phiền toái mà thôi. Quý vị nhớ đừng có phiêu lưu tình cảm nha quý vị. Cho quý vị tuổi Kỷ Hợi 54 tuổi. Nghề nghiệp khiến tinh thần rất ư là thoải mái. Có quý nhân mang lại sự thoải mái cho công việc cũng như cho tài chánh và gia đình êm ấm. Thưa quý vị, đây là cho quý vị tuổi Đinh Hợi 66 tuổi. Những dự định cho công việc ở tương lai có nhiều cơ hội tốt để thực hiện được. Tuy nhiên còn gặp khó khăn về tài chánh, đó cũng là trở ngại chính. Có quý nhân bất ngờ trợ giúp. Thưa quý vị, đó là 12 con giáp ở trong tuần này, tuần lễ từ 25 tháng 5 2012 cho đến ngày 1 tháng 6 2012. Thì những quý vị nào có những cái vui vẻ, may mắn hay là những cái lo âu thì quý vị cũng nên lưu ý. Thưa quý vị,